Một cộng đồng mạng gây sốc khi tiết lộ bằng chứng Phi Nhung vẫn còn sống là sự thật. Mới đây một vị khán giả giấu tên cho biết, Phi Nhung hiện tại vẫn khỏe mạnh và việc cô mất vì Covid-19 chỉ là màn kịch đánh lừa dư luận. Ngoài ra vị khán giả này còn bí mật cung cấp cho chúng tôi loạt hình ảnh được cho là ca sĩ Phi Nhung đã chụp gần đây. Cô cũng cho biết chính mình đã chụp nhận tấm hình đó cho Phi Nhung, sự việc sẽ chẳng có gì. Nhưng khi nhìn vào tấm hình thì có vẻ như ca sĩ Phi Nhung đang rất hạnh phúc bên gia đình và dường như không hề quan tâm đến thị phi sau tên đồn mình qua đời. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thắc mắc liệu đây có phải là người giống người, chứ sự thật thì ca sĩ Phi Nhung đã mất vì Covid-19, còn tổ chức cả tàn lễ, làm sao có chuyện sống lại được. Nhưng nhìn kỹ hơn vào tấm ảnh thì người này giống Phi Nhung đến 99% và đặc biệt bên cạnh còn có con gái Wendy hiện tại trên cộng đồng mạng lại được một phen náo loạn bởi thông tin chấn động này. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung nhập viện Gia An một một năm, điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8. Bệnh chuyển nặng, cô phải chuyển sang bệnh viện chợ rẫy vào tối 26 tháng 8. Trong những ngày cô Lâm bệnh nặng, người thân và bạn bè của Phi Nhung luôn liên lạc với các bác sĩ để được biết về tình trạng của cô. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh cô tham gia nhiệt tình các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nấu cơm gửi các y bác sĩ tuyến đầu. trong quá trình làm việc, nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca f0. vì dương tính với sars cov2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay vào một show diễn tại mỹ vào ngày 22 tháng 8. phi nhung sinh năm 1972, quê tại gia lai. năm 2005, sau thời gian dài định cư ở mỹ, ca sĩ về nước ca hát và kinh doanh phi nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như bông điên điển phải lòng con gái bến tre cô đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero hãy nghe tôi hát chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin này và gửi đến các bạn kết quả chính xác nhất vào bản tin sau hãy cùng chờ xem vào video kế tiếp